Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trước thực tế nhu cầu tiêu dùng của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước và xuất khẩu tăng nhanh trong những năm gần đây, và với đặc thù của một đất nước nông nghiệp như Việt Nam hiện nay có 43 triệu hecta diện tích phát triển nông nghiệp hữu cơ, giá trị thị trường vào khoảng 80 tỷ đô la Mỹ, thì xu hướng chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp hữu cơ là điều tất yếu nhằm phát triển bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm và là động lực trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn là bài toán khó bởi quy trình sản xuất khắt khe và phải có nhiều thời gian dài để cải tạo đất, tốn rất nhiều chi phí, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Vậy giải pháp nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa? Tất cả sẽ có trong chuyên đề tạp chí ngân hàng ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 6. Trước tiên mời quý vị cùng đến với những ghi nhận thực tế của phóng viên VTV. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến cuối năm 2017 có thêm 2.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm thủy sản được thành lập mới, tăng 3,8% so với năm 2016, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp lên hơn 5.600 doanh nghiệp. Không chỉ có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nông nghiệp còn thu hút những tên tuổi lớn như TH Chumilk, Vingroup, Masan. Tuy vậy, nhìn tổng thể, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ chiếm hơn 1% số doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Nguyên nhân là bởi vấn đề về tiếp cận vốn để thực hiện đầu tư thử nghiệm và áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại, khiến các ngân hàng vẫn e ngại về rủi ro có thể xảy ra trong lĩnh vực này. Kể từ cái thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước trong cái việc mà giảm tỷ lệ nợ xấu cũng như là giảm cái sở hữu chéo giữa các ngân hàng, rõ ràng là Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại thành viên cũng đã tích cực giảm cái việc tỷ lệ nợ xấu của từng ngân hàng một, cũng như là việc đáp ứng cái tiêu chuẩn Basel 2. Do vậy thì các ngân hàng họ cũng chú ý đến việc đối tượng đầu ra và họ cũng tiêu chuẩn rất là khắt khe các tiêu chí để có thể cho vay được. Do vậy chúng ta nhìn thấy cái số lượng các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp thì rất nhiều, tuy nhiên cái số lượng đáp ứng thì là rất ít. Là một doanh nghiệp hoạt động tích cực lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ando chia sẻ, mô hình nông nghiệp hữu cơ muốn phát triển phải có thời gian cho sự nghiên cứu thử nghiệm và đưa vào sử dụng. Do đó nếu không có sự hỗ trợ về vốn thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quá trình duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi tháng tôi phải đầu tư 20-30 triệu để chỉ đi làm thị trường, chỉ đi thử nghiệm cho bà con nông dân thấy cái tác dụng của cái sản phẩm đó. Chưa kể rằng là có rất nhiều bà con chăn trở, bà con muốn là áp dụng những cái gì đó thì phải đầu tư vốn cho bà con. Thì cái có đấy là mình đang thiếu vốn. Và bản thân doanh nghiệp tôi cũng đang rất mong muốn có cơ hội tìm kiếm cái nguồn vốn để mình đầu tư trong nông nghiệp. Vì đây là phải một cái đầu tư dài hơi, chứ không phải ngay một sớm một chiều mà mình làm được. Cùng chung nỗi niềm trăn trở như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ando, ông Nguyễn Văn Trinh, kỹ sư trang trại Kim Sơn Hello Mum chia sẻ, để đầu tư vào một mô hình nông nghiệp hữu cơ cần phải có chi phí rất lớn, không chỉ cho công nhân mà còn cho cả công nghệ sản xuất, trong khi việc tiếp cận vốn ngân hàng lại không hề dễ dàng. Tổ chức một trang trại hữu cơ thì nên đi từ quy mô rất nhỏ đi lên. Nhưng khi đạt đến một cái quy mô mà mọi cái quy trình vận hành canh tác nó khả thi và nó có hiệu quả thì lúc đó cần mở rộng, nó sẽ cần cái nguồn vốn khá là lớn, bởi vì chi phí về con người, đặc biệt là nhân công lao động rất là lớn, nó chiếm từ 50-60%. Và thứ hai đó là chi phí về các cái công nghệ. Làm nông nghiệp hữu cơ không có nghĩa là quay về truyền thống một cách cổ hủ, mà nó ứng dụng rất là nhiều, ứng dụng về công nghệ tưới, ứng dụng về công nghệ IoT trong chăm sóc và quản lý, và nó ứng dụng về công nghệ truy xuất nguồn gốc vân vân, và công nghệ bán hàng nữa. Rất nhiều những cái đó nó cũng không phải là một cái lượng đầu tư ít. Theo đại diện từ Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 6 năm 2018, nhờ xuất khẩu mặt hàng nông sản hữu cơ, Việt Nam đã thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, công suất chế biến chưa được cao là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc đáp ứng kim ngạch và khối lượng xuất khẩu nông sản hữu cơ, trong khi đó chưa kể đến nhu cầu nông sản sạch nội địa. Có thể thấy Việt Nam đang thiếu nguồn cung nông sản hữu cơ, dù không ít các doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn tham gia sân chơi này nhưng lại không thực hiện được. Vậy điều gì gây cản trở cho các doanh nghiệp nói riêng và ngành nông nghiệp hữu cơ nói chung? Đó chính là hiện tượng khát vốn, bởi các doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, chuyển đổi và triển khai sản xuất theo mô hình nông nghiệp hữu cơ.
giải thích nguyên nhân khát vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, theo đại diện một số doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất phát từ việc ngân hàng và các tổ chức tín dụng lo ngại rủi ro có thể xảy ra trong đầu tư nông nghiệp như thời tiết, thiên tai, bên cạnh đó các hồ sơ thủ tục về pháp lý, tài sản, chứng minh, tài chính hay lãi suất cao cũng là những rào cản trong việc tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi họ chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ, không có tổ chức, không có hệ thống kế toán chuyên nghiệp và nhà xưởng thường là đi thuê. Mặc dù dư địa cho nông sản hữu cơ được đánh giá còn tới 99%, nhưng việc sản xuất có nhiều khó khăn về tiếp cận vốn, nhưng doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Ái ở Ba Vì là một doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ mất quy trình 2 năm khảo nghiệm, nhưng khi đi vào sản xuất và tiếp cận vốn ngân hàng doanh nghiệp lại gặp khó khăn vì đòi hỏi báo cáo tài chính có doanh thu mặc dù mới đi vào hoạt động. Khi mà thành lập công ty thì chúng tôi phải qua mất 2 năm trời để khảo nghiệm phân bón. Làm khảo nghiệm phân bón thì lúc ấy chúng tôi mới có điều kiện đưa ra được hàng hóa ra thị trường. Mà trong lúc khi mà trong 2 năm đó khảo nghiệm thì chúng tôi phải nuôi phải xây dựng nhà máy, vẫn phải nuôi bộ máy quản lý. Đấy. Nhưng mà chúng tôi không bán ra được bao nhiêu sản phẩm nào. Do vậy, chúng tôi rất khó khăn về mặt tài chính để mà đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Do vậy khi chúng tôi đến tiếp để mà chúng tôi vay thì người ta vẫn nói chung vẫn không cho chúng tôi. Và hiện nay chúng tôi đã khi chúng tôi đến ngân hàng có mang báo cáo của tài chính đi. Đấy, báo cáo tài chính của hàng tháng, của cả năm, báo cáo tài chính cả năm. Nhưng khi đưa đến ngân hàng thì người ta bảo là để mà thực sự chúng tôi để mà làm ăn, để mà cho nó lợi nhuận, mà kinh doanh có lợi nhuận đấy, cao ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng là chưa cao lắm. Nhiều nhà sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong nước than phiền, những đòi hỏi mang tính dập khuôn của ngân hàng đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ngay cả với những doanh nghiệp đã có doanh thu cao, báo cáo tài chính tốt. Tuy nhiên, với đặc thù ngành nông nghiệp hữu cơ cần những điều kiện vay vốn nương theo thực tế như điều kiện thiên nhiên, nhu cầu của bà con nông dân theo từng mùa vụ mới có thể giúp doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ bám trụ được với thị trường. Nếu mà nói về doanh số thì ngân hàng nào cũng muốn tiếp cận, nhưng mà vào rồi tiếp cận rồi thì lại đều không thể tiếp cận được với vốn, bởi vì nhiều cái yêu cầu, các cái tiêu chí của ngân hàng doanh nghiệp cũng không đáp ứng được. Mặc dù doanh số rất là lớn, 200 tỷ một năm, thực sự rất lớn, mà bây giờ mình 200 tỷ một năm mà bây giờ mới vay ngân hàng cả tín chấp cái mới có 12 13 tỷ. Vậy thì cái số vốn đấy nó rất nhỏ đối với cái doanh số mà của doanh nghiệp. Thế nhưng ngược lại rằng là có những cái mà cái tiêu chí của ngân hàng ấy, rất nhiều cái tiêu chí doanh này không thể đáp ứng được. Ngoài cái doanh thu ra thì còn phải năm sau phải cao hơn năm trước. Đấy, bao nhiêu phần trăm đó. Thì thực ra thì nếu mà doanh nghiệp về mặt kinh doanh thì bao giờ cũng muốn là tăng trưởng doanh số. Nhưng ngược lại là ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp thì hoàn toàn không thể nói lên được điều đó. Các chuyên gia cho rằng khó khăn trong minh bạch tài chính không chỉ là rào cản của riêng doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ mà là khó khăn của đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi các doanh nghiệp này không những chưa có đủ nguồn lực quản trị mà còn non trẻ trong khâu điều hành. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng các cơ quan chức năng và các tổ chức tín dụng lại chưa linh hoạt hỗ trợ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tôi cũng đã thường xuyên chia sẻ đó là họ chưa minh bạch được, phần lớn là chưa minh bạch. Cái vấn đề của doanh nghiệp vừa và nhỏ là họ đã nhỏ rồi, họ lo công việc hàng ngày và họ chưa có đủ thời gian để họ quản trị một cách minh bạch doanh nghiệp, cho nên không minh bạch được số liệu đối với các tổ chức tín dụng. Và đặc biệt là tổ chức tín dụng Việt Nam thì lại hoạt động theo luật tổ chức tín dụng. Mà trong luật tổ chức tín dụng lại quy định một số những cái pháp lý và nó tương đối chung chung. Ví dụ như là doanh nghiệp phải 2 năm không lỗ trên báo cáo thì mới đủ điều kiện để vay vốn. Như vậy thì câu chuyện nó đâu đó nó tự thành một cái rào cản làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận. Lý giải thêm, ông Nguyễn Kim Hùng, giám đốc công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Verco cho biết, việc đa số các doanh nghiệp vẫn sử dụng báo cáo nộp thuế để chấm điểm tín dụng của các ngân hàng là không phải hoàn toàn sai lầm, bởi tính khả thi của các báo cáo này là rất thấp, thậm chí nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn thì lại yếu trong khâu thuyết trình phương án vay vốn khả thi, là những rào cản rất lớn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ nói riêng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung. Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không để ý đến cái báo cáo, đặc biệt báo cáo nộp cho thuế. Thông thường là các báo cáo có tính chất khả thi rất là thấp. Nếu mang cái báo cáo cho thuế mang ra với hệ thống chấm điểm tín dụng của ngân hàng thì gần như là không đạt cái điều kiện cần để cho vay.
Còn trong trường hợp có đạt rồi thì anh chị doanh nghiệp vừa và nhỏ lại không có khả năng làm một cái bản thuyết trình về cái dự án khả thi, và ngân hàng đòi hỏi hai thứ: hồ sơ pháp lý, thứ hai là phương án vay vốn phải khả thi. Đây lại là điểm yếu rất lớn đối với lại cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi bắt tay vào sản xuất, nguồn tài nguyên của các doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ có hạn, chỉ bao gồm có đất và công, nguồn lực về tài chính lại rất ít, trong khi để làm mô hình sản xuất hữu cơ chuẩn lại rất tốn kém, nên nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này là rất lớn. Vì thế, việc ban hành Nghị định số 109 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ, sẽ phần nào gạt bớt khó khăn vay vốn cho doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới. Trước thực trạng các doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ mong muốn phát triển nhưng bị hạn chế do thiếu vốn, theo ý kiến từ các doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà nước, các ngân hàng và tổ chức tín dụng nên có các chính sách hỗ trợ ưu đãi hơn và nên tinh giản các thủ tục giấy tờ để sát với tình hình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chung ý kiến được ghi nhận từ phóng viên VITV. Gần đây thì trong một cái hội thảo thì chúng tôi cũng đề xuất đó là nên chăng có chính sách thông qua các hiệp hội hoặc các hội ngành hàng về sản xuất thẩm định và hỗ trợ các cái hội viên của mình trong các cái bước hồ sơ hoặc thủ tục để đi đến những cái hỗ trợ về tín dụng như thế. Bởi vì là một trang trại thì có thể họ không đủ khả năng trả nợ nếu như họ bị vỡ về mặt sản xuất kinh doanh. Nhưng khi trong một hiệp hội thì có rất nhiều hội viên hỗ trợ lẫn nhau và có hiệp hội để bảo đảm và thẩm định những cái hội viên có đủ khả năng, thì tôi nghĩ là vấn đề về khả năng thanh toán đến kỳ hạn là rất là dễ dàng. Chúng ta cũng cần phải tính toán từ nhiều phía. Ví dụ như là nếu thông tin đó là minh bạch, đó là chính xác, nó là đáng tin cậy thì các ngân hàng có thể cho vay tín chấp. Còn nếu mà thông tin nó lại thiếu tin cậy, không chính xác thì rõ ràng là cho vay tín chấp nó lại cực kỳ rủi ro. Và nếu mà lại bị hình sự hóa thì nó lại càng rủi ro. Như là liên quan đến cái câu chuyện về ưu tiên phân bổ nguồn vốn thích đáng cho lĩnh vực nông nghiệp có lẽ phải ở mức độ cao hơn đấy, chứ không phải mức độ là 6% ngân sách như là hiện nay. Bản thân các định chế tài chính cũng cần phải sớm thiết kế lại các gói sản phẩm dịch vụ của mình cho nó hợp hơn so với nhu cầu của nông thôn nông dân. Ví dụ như là cho vay hộ gia đình, chúng ta có đến hàng trăm loại hộ khác nhau thì cũng phải tương ứng với nó là hàng trăm cái gói sản phẩm tín dụng ngân hàng khác nhau, hay là quy trình nó cũng phải thay đổi tương ứng. Thế rồi thì cả cái việc là định chế tài chính phải góp phần tích cực trong cái việc nâng cao cái kiến thức hiểu biết của người nông dân đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung và tài chính ngân hàng nói riêng. Rõ ràng là các doanh nghiệp cũng cần phải, họ phải chứng tỏ được rằng là họ đang là doanh nghiệp làm ăn có lãi, có những cái nền tảng cơ bản hoạt động kinh doanh cũng phải tương đối tốt, cũng như là phải có những cái điều kiện cần ạ. Thì rõ ràng là tài sản đất đai hoặc là sở hữu trí tuệ nào đó, tức là bằng sáng chế, hay thì phải có một số những cái mà ngân hàng họ có thể dựa vào đó, họ có thể đánh giá và có thể có những điều khoản cho vay áp dụng đối với từng doanh nghiệp. Tôi mong muốn là tôi sẽ có những cái nguồn vốn mà họ chưa có ý tưởng, thì bên chính nghiệp tôi có những ý tưởng, có thể là hai bên cùng hợp tác, còn đôi bên cùng có lợi, thì từ những cái ý tưởng đó có thể là phát triển ra, và những nguồn vốn mà chưa tiếp cận những ý tưởng của bên tôi sẽ được thực hiện. Có hai giải pháp hiện tại chính phủ cũng đã làm. Thứ nhất, chúng ta phải tái cơ cấu lại tổng thể cái cấu trúc vốn của nền kinh tế. Hiện tại bây giờ là anh ngân hàng anh đang gồng gánh 70%. Làm thế nào để thị trường vốn và thị trường trái phiếu phát triển mạnh trong tương lai, thì lúc đó ngân hàng sẽ bớt đi cái gánh nặng mà hiện tại bây giờ ngân hàng đang phải làm, và doanh nghiệp cũng sẽ dễ tìm kiếm các cái nguồn vốn trực tiếp đến từ thị trường vốn là thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Thì đấy là giải pháp gọi là tổng thể của chính phủ đang làm và đang rất quyết tâm. Còn câu chuyện về vi mô đến từ ngân hàng thì theo tôi nghĩ rằng ngân hàng cũng đang làm và doanh nghiệp cũng đang làm. Thì cái câu chuyện các anh ngân hàng đang chia nhỏ các gói tín dụng, các cái mô đun tín dụng, các gói tín dụng chia nhỏ ra để có thể gọi là cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp vừa nhỏ. Thay vì cái việc là lấy cái hồ sơ đảm bảo thì người ta có thể chia nhỏ các gói tín dụng để đảm bảo cái rủi ro trong trường hợp một cái doanh nghiệp nó có rủi ro thì cái tổng số dư nợ cho vay nó nhỏ thì người ta vẫn có thể giải quyết được bài toán đấy đối với doanh nghiệp. Và đấy là cái rất hay của ngân hàng hiện tại đang làm, các ngân hàng làm đang tập trung mạnh vào điều này. Câu chuyện đối với doanh nghiệp thì hiện tại là các cái chính sách, các cái quy định
cũng đã công bố rất rõ buộc doanh nghiệp phải cải tổ cái cách quản trị và phải minh bạch. Ví đơn cử là cái việc gọi là thông giữa các cơ quan liên bộ. Theo số liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, diện tích đất làm nông nghiệp hữu cơ ước tính khoảng 0,28% diện tích đất làm nông nghiệp. Đây là con số khá khiêm tốn so với tiềm năng và xu hướng chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp hữu cơ như hiện nay. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nâng sản lượng nông nghiệp hữu cơ một cách thực tế và hiệu quả, các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, Chính phủ nên có các chế tài, quy định cụ thể, rõ ràng về hình thức cũng như giấy tờ vay vốn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp cầu cứu, ngân hàng thờ ơ như hiện nay. Đến đây thì chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.